Mỹ muốn dẫn đầu ngành năng lượng mặt trời. EU mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga. Chứng khoán thế giới nhiều thị trường diễn biến tích cực. Chào mừng quý vị đã đến với bản tin thế giới. Thưa quý vị, trong một chuyến thăm chuỗi hệ thống bán lẻ Walmart ở California diễn ra vào cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Mỹ sẽ là quốc gia đi đầu trong việc phát triển năng lượng thay thế. Nhằm phát triển năng lượng tái tạo, chính phủ Mỹ đã kêu gọi các tập đoàn lớn cam kết sử dụng năng lượng mặt trời, trong đó có Walmart, Apple, Yahoo, Google và IKEA. Sản lượng nhiên liệu của Mỹ đang tăng cao, tuy nhiên Mỹ sẽ trở thành quốc gia đi đầu trong việc tiêu thụ năng lượng tái tạo. Trong vòng vài năm qua, chi phí lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời đã giảm 60%, thị trường tiêu thụ mở rộng ra 500%. Cứ mỗi 4 phút thì có một hộ gia đình ở Mỹ lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời. Chính phủ Mỹ cũng cho biết hàng loạt các định chế tài chính, chẳng hạn như Citigroup và Goldman Sachs, đã công bố kế hoạch đầu tư quy mô lớn nhằm phát triển năng lượng mặt trời và năng lượng tái tạo. Đồng thời với đó là cam kết giữa chính phủ và các trường cao đẳng đại học ở Mỹ rằng 50.000 nhân viên sẽ tham gia vào ngành công nghiệp năng lượng mặt trời vào năm 2020. Mặt khác, trong vòng 3 năm tới, 2 tỷ đô la Mỹ sẽ được đầu tư để nâng cấp hệ thống năng lượng của các tòa nhà lớn, tiếp nối khoản đầu tư 2 tỷ đô la vào năm 2011. Chính phủ Mỹ cũng cam kết sẽ sử dụng năng lượng mặt trời cho chính Nhà Trắng. Kể từ khi ông Barack Obama nhậm chức Tổng thống Mỹ, ngành năng lượng mặt trời nước này đã phát triển với tốc độ vượt bậc, đã có hơn 2 triệu hộ gia đình lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời. Vấn đề an ninh mạng luôn là đề tài gây nhiều tranh cãi và lo ngại. Thời gian vừa qua tại Mỹ đã xảy ra nhiều vụ việc không hay, ví dụ như hãng bán lẻ Target bị trộm thông tin hay vụ lỗi bảo mật Heartbleed làm thế giới Internet chao đảo. Trong khi đó, chính phủ Mỹ lại yêu cầu các hãng bán lẻ cung cấp thông tin khách hàng để quản lý. Liệu yêu cầu này có trở thành lỗ hổng bảo mật để các tin tặc trục lợi? Hãng bán lẻ Target đã điêu đứng khi bị các tin tặc tấn công ít nhất 40 triệu thẻ thanh toán và dữ liệu của hơn 70 triệu khách hàng. CEO của Target đã bị cách chức vì để xảy ra sự cố này. Lấy Target làm gương, các hãng bán lẻ nói riêng và các doanh nghiệp Mỹ nói chung gấp rút đi lấp mọi lỗ hổng bảo mật của mình. Dù trước đó không quan tâm đến vấn đề bảo mật, thì bây giờ họ cũng phải để mắt đến nó nhiều hơn, cần phải làm điều gì đó để chặn trước vấn đề này, thay vì cứ tránh né nó và thầm cầu nguyện cho chuyện đó không xảy ra với mình. Trong tình hình rối ren này, chính phủ Mỹ lại yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp thông tin về khách hàng của mình để quản lý. Nhưng theo giới chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng, yêu cầu này không dễ thực hiện. Tôi nghĩ chúng ta cần phải thẳng thắn hơn trong chuyện này. Chính phủ yêu cầu cung cấp thông tin, nhưng chính xác là cung cấp cái gì và cung cấp đến mức nào? Các công ty lớn của Mỹ hầu hết đều mang tầm quốc tế, do vậy họ có quyền bảo vệ uy tín của mình trên thương trường thế giới. Chính phủ Mỹ cũng đang cố làm tốt trong khả năng của mình, nhưng dĩ nhiên vẫn còn hạn chế. Ngoài thông tin doanh nghiệp, điểm nóng trong chính sách an ninh mạng của Mỹ là đảm bảo bí mật quân sự. Điều khiến chúng tôi lo ngại nhất bây giờ là các phần mềm độc hại có khả năng phá hủy hệ thống của chúng tôi. Hãy tưởng tượng mọi chuyện sẽ ra sao nếu dữ liệu trên máy tính đột ngột bị xóa sạch. Thưa quý vị, theo nguồn tin của Reuters, ngân hàng Credit Suisse có thể phải trả cho giới chức Mỹ một khoản tiền phạt lên đến 2 tỷ đô la Mỹ để giải quyết vụ cáo buộc trốn thuế tại nước này. Trước đó, giới chức bang New York Mỹ đã tuyên phạt 1 tỷ đô la Mỹ đối với Credit Suisse, nhưng hiện mức phạt đã được hạ xuống thấp hơn. Tổng số tiền phạt mà ngân hàng Thụy Sĩ này phải nộp ở Mỹ lên tới 2 tỷ đô la Mỹ. Hiện Credit Suisse vẫn còn đang làm việc với Bộ Tư pháp Mỹ và chính quyền bang New York nhằm có được mức tiền phạt cuối cùng dự kiến trong vài ngày tới. Hồi đầu tháng, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Evelyn Wilmerslund để thảo luận về vấn đề trốn thuế của Credit Suisse. Thượng viện Mỹ hồi tháng 2 cũng cáo buộc Credit Suisse giúp khách Mỹ che giấu từ 10 tỷ đến 12 tỷ đô la Mỹ tài sản khỏi tầm kiểm soát của cơ quan thuế vụ Mỹ, nhiều gấp đôi so với con số đưa ra trước đó. Một loạt chứng cứ được tung ra cho thấy 1.800 nhân viên ngân hàng Credit Suisse có hành vi giúp 22.000 khách hàng Mỹ gian lận thuế. Credit Suisse là một trong 14 ngân hàng Thụy Sĩ bị Mỹ điều tra với cáo buộc nhận tiền gửi bất hợp pháp hàng tỷ đô la Mỹ, không khai báo từ các công dân Mỹ. Nền kinh tế thịnh vượng Singapore và Hồng Kông không phải là những nước nằm trong danh sách bất ổn của châu Á. Tuy nhiên, theo tổ chức nghiên cứu quốc tế Capital Economics, hai nền kinh tế này sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất nếu như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất. Hầu hết các chuyên gia dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất vào giữa năm 2015 do mối liên kết chặt chẽ với mức lãi suất của Mỹ. Hai thị trường Singapore và Hồng Kông sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ quyết định của Fed.
Căn cơ là do hai thị trường này tuy rất ổn định nhưng lại có tăng trưởng tín dụng quá nhanh mà lại thiếu đi sự linh động trong tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái của Singapore được giữ trong một biên độ dao động nhất định, còn đồng đô la Hồng Kông cũng lại không linh hoạt theo đồng đô la Mỹ. Lãi suất ở hai nước này hiện ở mức rất thấp, dao động từ 0,21 đến 0,41%. Các chuyên gia cho rằng một khi Fed tăng lãi suất, mức tỷ giá cố định sẽ khiến cho người đi vay chịu thiệt, trong khi có tới 70% các khoản vay bất động sản đang nằm trong chương trình thả nổi lãi suất. Capital Economist lưu ý, sự tăng trưởng mở rộng của nền kinh tế Singapore, bao gồm hệ thống ngân hàng vững mạnh có thể giúp cho chính phủ Singapore chống đỡ được trước quyết định của Fed. Càng dần đến ngày tổ chức World Cup, thông tin của giải bóng đá lớn nhất hành tinh này lại càng dày đặc. Bên cạnh thông tin về các đội tuyển tham gia, còn có tin về sự chuẩn bị của nước chủ nhà Brazil. Tuy nhiên, hầu hết đều là tin không vui, bày tỏ lo ngại về công tác tổ chức. Hết vấn đề về an ninh, môi trường, thiếu nước, Brazil lại phải đau đầu giải quyết chuyện thiếu điện ở các thành phố lớn trong thời gian diễn ra World Cup. Chỉ một tháng nữa là vòng chung kết World Cup 2014 bắt đầu, nhưng Brazil vẫn chưa hoàn tất công tác chuẩn bị cho sự kiện này. Trong khi sân vận động còn đang xây dang dở, nguồn nước bị ô nhiễm đang cải tạo, người ta lại lo các thành phố lớn, nơi diễn ra những trận cầu hấp dẫn của giải đấu, sẽ bị thiếu điện. Bởi với tình hình hiện tại, nguồn cung điện chắc chắn không đủ đáp ứng nhu cầu của hàng trăm ngàn du khách kéo tới đất nước Nam Mỹ này trong suốt tháng diễn ra World Cup. Chính phủ Brazil hiện phải tìm cách trấn an dư luận rằng chuyện cúp điện sẽ không diễn ra, đồng thời cam kết sẽ có một hệ thống máy phát điện dự phòng ở tất cả 12 sân vận động World Cup nhằm đảm bảo các trận đấu không bị gián đoạn nếu xảy ra sự cố. Để an toàn hơn nữa, ngay trên nóc sân vận động Maracana tại Rio de Janeiro có lắp đặt cái tấm pin năng lượng mặt trời công suất đến 500 MW để phòng trường hợp xấu nhất là cúp điện và máy phát không hoạt động được. Sự cẩn trọng này hoàn toàn có lý, bởi lẽ rất nhiều trận đấu quan trọng sẽ diễn ra tại sân Maracana, ngay cả trận chung kết cũng tổ chức tại đây. Chẳng ai muốn ngày thi đấu chung kết World Cup 2014 lại bị cúp điện cả. Do vậy, bất chấp chi phí rất cao, chính quyền thành phố Rio de Janeiro vẫn bấm bụng chi tiền lắp đặt hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời kể trên. Thật sự mà nói, lắp đặt hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời thực sự rất đắt đỏ. Nếu là 15 năm trước đây thì năng lượng mặt trời chưa được phát triển lắm, nhưng gần đây thì nó trở thành nguồn năng lượng có nhiều tiềm năng để khai phá. Do đó chúng tôi mới đầu tư như vậy, vì nghĩ cho tương lai của thành phố, vốn là điểm du lịch lớn tại Brazil. Nhưng cái tấm pin năng lượng mặt trời chỉ giúp cho sân Maracana sáng đèn trong suốt mùa World Cup, còn ở những thành phố khác, thiếu điện vẫn là vấn đề chưa có cách giải quyết. Hệ thống thủy điện cung cấp 2/3 điện cho Brazil, nhưng thời tiết bây giờ lại nắng nóng, khô hạn, các hồ chứa gần như bị cạn nước. Hậu quả tất yếu là các nhà máy không sản xuất đủ điện để đáp ứng cho người dân. Hiện tại chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nước mưa. Nếu mưa nhiều, mọi chuyện ổn. Nếu mưa ít thì mọi chuyện rối lên ngay. Như vậy, trong suốt thời gian diễn ra World Cup, chúng ta vừa tổ chức giải, vừa canh cánh là âu lo. Có thể trời sẽ không mưa, có thể các máy phát điện đang chạy hết công suất kia sẽ bị quá tải và tê liệt. Các sân vận động thì chắc không bị mất điện, vì FIFA yêu cầu phải có máy phát. Nhưng còn bên ngoài, tôi chắc chắn sẽ không thể tránh được tình trạng thiếu điện trong mùa World Cup. Bất chấp nhiều lời cảnh báo, Chủ tịch Công ty Nghiên cứu Năng lượng của Brazil vẫn khẳng định các trận cầu đỉnh cao của World Cup sẽ diễn ra suôn sẻ, không vì chuyện mất điện mà bị gián đoạn. Nói về vấn đề phân phối điện, chúng tôi đảm bảo không có sự cố nào có thể làm gián đoạn nguồn cung. Riêng tại các sân vận động, mỗi sân được cung cấp điện từ hai trạm khác nhau. Nếu một cái bị hỏng thì còn một cái dự phòng. Thậm chí ngay cả khi cả hai hỏng hết thì vẫn còn một cái thứ ba để trám vào. Đó là máy phát trang bị trong sân vận động. Tóm lại, các trận cầu trong khuôn khổ World Cup đã được chuẩn bị chu đáo. Trước lời trấn an này, FIFA và người hâm mộ bóng đá đều tin tưởng World Cup 2014 tại Brazil sẽ không vì mất điện mà bị gián đoạn. Nhưng với riêng Brazil, đây không chỉ là chuyện về World Cup mà là vấn đề của toàn ngành năng lượng. Chính phủ nước này đã có chủ trương mở rộng hệ thống năng lượng gió và năng lượng mặt trời, nhưng lại chưa huy động đủ vốn đầu tư, do đó đến bây giờ vẫn còn phụ thuộc vào thủy điện. Tiếp theo sau sẽ là phần 2 của bản tin Thế giới với những nội dung chính. EU mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga. Bất chấp khó khăn, thanh niên Hy Lạp vẫn mong muốn khởi nghiệp.